Ta bật tới rương nắng cứ than lục rút sức khất chạc bà vang cả xe chít khmái bà quạt bàn an nực nông ở bà tha lục dâm xà răn ăn bà kè khổ bạc hàm sàn sóc bàn prao cầm lăng từ bọt tiền bọc quạt tiền giúp đòi ọt mệt đề ca nâng Wow. nâng ngài chẳng á Đọt thân nặng nặng phong. bà Bà. trong nâng hai bàn ở khang tu tu thiên âm dương chngol Bà. tha ta khnông niệm con gặp lăng đại ca kia đã xa sở vật tập hiệp sân sóc chung bị chia bỏ rốt bài gì thưa thực với khó sắp chân đại ớt Bà. nâng hỏi chân vẹp bọn nâng cả này đi cứ tu tu thiên âm Bà. đất mạnh nâng ban kho từ lục dâm giả răn nhưng qua chị Atika khăn bố sai khăn khăn sàn po sàn chơi bà khăn bố sàn chơi bà nâng chân lúc ban bỏ sai mà vậy thôi bật tay ở dưới một toàn đã sập lấy như thế bà và chân ở rưu nít xong xong chung xa đạp bàn khắc đạp bây ơi xa thì lại chôn bàn chiếp là ta mù là hai đại ca rưu nâng cả lắng làm cho người rưu mọc bị ấy bà dạng là nó xong lâu thì ta ở thà thì bài chung bây giờ mật dưỡng bà chân môn đạp bóng cứ ca ca bị chung hai tụ lá xin bị bọn đọc bấy cứ miên ca phắc si nơi chất tia lô rô sự khất năng bà nơi phùm đẹp hôm ấy chết bà nâng ai nâng lẽ đơn giản nâng khăn nâng khăn bà chung với như riêng Attica khăn po sản chế nâng lục tràng váng chiếc khmer bà miền ca hộp chọc ấy chẳng tới nơi ngay bị tia là bao lục rồi sẽ khất phải chìm rồi mai bà hỏi ở cầm miền bà rong mà nẹ nó cho thật đưa đong đại quạt bà đưa đong cho đưa đong lá hình bùa quạt vay cái điểm bùi mà bùi chẳng tới bà hay lục rồi sẽ khất có quạt mình to đây bà quạt có sóc chất đa mà tia vinh bà đọc pê còn đa mà tia mà nẹ nó để sở vắng nó để tha trời ban lục rồi sẽ khất tha vì bài ba đề mà mùi bật nế đó bà đại quát mà tam rồi rồi lục rồi sẽ khất mà đọc tiền bà chẳng lục rồi sẽ khất được thỏa mãn bà có đặt mà prang đây đặt mà prang đây đặt mà prang đấy với mẹ nó đề mà mùi bật nế bà chẳng cứ than nơi dục ngày thì đọc nó nghĩa là ngày thì đọc nó bà mình nửa rưa nó cạn lại bà chẳng phải hai chỉ chút rồi cua để than đề mà mùi bật nế đó bà quát ban được đăng nơi là cô ba sẽ cắt cần thuộc bà tha lục rồi sẽ khất bàn vay gì chẳng hạn bà sắp ta nơi mau của pơ mà phê để đi giúp ngày đặt đọc pi bà chẳng bàn đọc bàn là pi ngày cả lò mò bà tự miên crom và linh mực crom bàn tự đọc theo lục rồi sẽ khất bà hãy tha bà tha ăn miên anh chẳng tha đấy nè tự chia sĩ vấn đi chia sĩ vấn đi là đại sa cầu rồi tập ba đắng đấy nè bà những ngày theo lục rồi sẽ khất crom được có bán nó có qua bàn vậy đấy quạt ban cho đi khẩn trương đảm bảo ở lũ rút khất từ phương đọc cả đọc sai bà chỉ mới chút đọc luôn bà ta cả nạn lúc tha lũ rút khất có ở bàn tù tì ở bàn tù đây quạt ăn ăn tha hô mong rọt bà bà ngày vẹn bọn là bánh hà nâng dương cơ mà đang tha giảm mạch đá bố ta bố bình lý của quạt ban vậy tha quạt tờ quý tháng ngày bà tại vì thế ăn chụp lũ rô sức khất tê bà chân miên tại vì giúp ăn lũ rô sức khất được tê bà chân còn được khởi ở cả lõ nó có dô tư tầm đó tư bà tụi bây dô thà khô mong ra tại bà đấy có còn tay nó khởi ta phải chia chân nông phùm không một nế nè nơi khởi nông phùm cần thốc phùm cần thốc bà phùm cần thốc bà phùm cần thốc bà nơi khăn phô sản chơi dương nữa ngài chân bàn phía kỳ khang lũ rô sức khất nó có bàn ở trọng và căn tức khang bà lý tha cho tập tiền bọc quạt nó càng giúp bà mà bấm bấm mà phay này thì giúp nó bà đại âm mình đề ca bị tật lạc ai thế bà bất à nó mình đề ca tật lạc thì cứ crom và liter nó cứ chọn vô khẩn trương chun lũ rồi sẽ khất đam bay ao thì đó sai kia chỉ mua ở chun đó luôn bà đại khi thật đề đề và bơm mấy thế này nè bà bàn tay lũ rồi sẽ khất ở tour hãy có ca riêng cho tới lũ rồi sẽ khất ban cho và can thác crom và liter cho từ hỗn thuyền qua từng giúp bà bàn tay khang crom và liter có thác quan bản hỗn tê sẽ mạnh đi hơi ở vây của phương tây tam sắp tay hay bờ sân bờ mình chưa thấy ta ao quạt bằng hai rúp mao thà ta rúp na khác để tha phải lấy từng hỗn thuyền quạt từ te quạt bờ sân chưa phải lấy men châu đã đong te quạt quạt sọc chặt chành bà bờ châu bà bờ sân châu men bà bé với ai chun cá với ai nước không nước khẽ lọ bong ấy chẳng hạn rứa còn nước không lọ bong có ai châu nước không te thì đại mình chẳng hạn bờ te thằng mi là bong bờ châu không nước là bong anh em ba châu te khi châu te khi ai bà là mấy rúp hiệp men bà mấy rúp hiệp mao từng chút bà mà đang thật nó khang khẽ được cái dạng nào thế bởi nó khang khẽ cho cái đăng này rục hiệp bảo phốn nếu chia một trây bởi ly
hay cọt liệp bẹ cả ai chia cả ai chật than thế chẳng tu chẳng là lúc tam tam chòm phải chạy tết trong đôi chỉ trăm đôi chỉ miên tương bôi cao cao pì khai mẹ cả ra pì pon đọc bẩm bấy nè miên đi ca bôi pì mà tây bà pì lúc sốc Cameron bà sốc Cameron bà bẹp vô nâng đề ca nâng đài đề ca co chúng ca có tự tự rô lúc rô dự khách nâng đá chuộc đoàn chân có bà ba rô chuộc bếch miên ấy chuộc tam sống cùng Facebook vinh nhà tam Facebook nhà tam sống cùng Facebook vinh có chén trao riêng nâng phliêm máu bà có chén trao riêng nâng phliêm là hốt đó đó sẽ ai khi nha từ tam thì tê vị thi nà mối à lấy thái ban rốt tờ hỏi riêng một trây nâng dung hạp tí chỉ mỗi nâng lúc chàng vang chiết khmai nâng à lấy bàn chọc mũi bán à lấy châu mà vẽ thiết vẽ buồn nâng Attica khăn bù sàn chế bà còn chạy quá đấy mình vẽ buồn bà còn chạy quá đấy còn vô lịch khăn có hai đấy mình men chơi ai mà châu bằng lư bà vẽ buồn nâng pra một hàng xa vì xa mang bọn bớt chạy xe đây bàn tay tôi chẳng là đôi bọn khang mình trai khang bà lý Attica quạt bán bọc sài hơi tha thò mà đá dương dục dục kia dương chụp bắp dục dục mình ái chứ ai kliệt thì tham ấy phía sau máy luôn gì ta dục nhiệt kliệt chụp bắp bà dục nhiệt kliệt chụp bắp bàn tay lúc cả đấy nó cả láng tăng pi thay thì đọc bà khai đọc ấy nó đọc quạt mà cho thêm ngày thì đọc pi ấy bà cho tiền đọc pi đòi xa dương từ tám thả lộ rồi giật ở đài nơi tiền thì đòn lư thả quạt cho tiền lốc miền nẹ rì ca mà thả lộ rồi giật mà hơi dân tờ dô lịch khách tư chung bàn tay sẽ đánh lịch khách nâng quạt dô thả dòng mấy cửa thả hết không màu rồi thả bán quạt thả tu lý nít chưa chấm lối rồi bó chưa xong đây rồi bó lộ rồi giật khách vâng chăng này à lấy tờ lọc màu vinh ta lựa bật to riêng nâng ai bao phôn bây giờ mất những chi tiết còn to tiếng là lục chị ta bờ sân chị dương thì chị bị phơi sấp bắp bà cứ khai có bán quạt khọt ban vậy bị phơi sấp bắp bờ vậy bị phơi sấp bắp khai là có bán khọt hỏi mình ăn vô thì khách FCC từ từ kia nư cào mau và muối gì cào mau và muối mau pram mau rất vào ở đây mau và muối cào mau và muối chứ ban đây và muối phải ăn cào mau bẩm muối ok bà bởi sao chị đo mau bơ chiên nó cứ ở bàn thì chẳng hay dương đo mau bẩm muối đừng nhẹ thư bẩn lý chứ nè bà nó ngay chẳng bắt tay bởi dương dây pi nhẹ phu phong rồi bao giờ muối bẩn lý sẽ là câu trai bẩm chỉ chốn đằng bà chẳng bởi dương mình chấp cầm hôm mình ôn là nào khnía coi cho tới ở bàn hà đi đây bà qua là thắng bong cho mau bị lý po bà thôi bà anh nhung do lý khất bỏ lục Attica mà chút bong là bây đọc sẽ ai kia ngày nào ngày này chẳng tới bà anh đang dưa prai chìm nồi trên tận nhà tới vì ăn khó thì đấy chỉ cài vô kia không ai đang không ai chứ anh vậy kia bà cô thuyê nô bố chú ca cô thuyê bánh trắng anh đang bánh cô thuyê tê bà cái hai run chia ra bà tới chưa cầm hăng chú ca mình trai khá vì ai đấy mình trai khá dương áng luôn chưa mình trai miên gặp lương đôi chứ nơi khang khăn là xây cả khi nhật bánh đọc gọp bánh tới đó xong mặt cái cách có chưa mình trai có ở dưa là bảo nó ở dưa bị xoa bao nâng đừng chắc là lấy tờ lọc mà vinh dương có ở hạch thang này nà bán nè à lấy tam ca chồng ôl bằng hai rồi bọn lục tràng vang chiếc máy còn dễ thá khó chứ bạc bà mân toàn ban dễ ý dù bùa phong và tay và tóc nghiêm và là thở tại vô tầng ốc nia xua nôm bong à chia sẻ khi nhóm miên lịch khách nhóm mau bị thay ở bàn chút bong ăn nhát áo khiêm chút bong bàn thế ảnh lúc chung khách còn ai tự tù là bàn bà chung cá lực rút khách còn mau bị na hiến hiến hót hay mốc hòm tiên tới con ảnh gì á lông này mấy màu màu rốt ở ba này màu này này màu ấy chảnh chồng mình dùng đấy chảnh chồng mới nhóm sẽ đáp thân mà plate nhóm smart là quát vay và lít bay các bạn bà cho lang kê phát đăng bị quát đòi xa rương xa ban nâng đòi xa bộ cô rong cru nông miên chân bị ca bắt bộ phong bị ca nâng mà bộ vô quát vay ý con pro đam trung pram hát nhóm của vay đấy ai là nhồi bếch nhóm vay lớn nữa à bố vay nâng lại thật xuyên ở chết đấy nâng mà bố cái vay đó tiền đó đó tiền rương ấy là làm chùa rương ấy dương thấy thật thơ dương thấy thật bóng pinh người ta bằng cái chiếc con pro
មិនគេថាដើមទ្រូង5ហាត់នោះគេថាវាឌឺពេកវាឌឺពេកដល់ពេកឌឺពេកលោករស់សខិតទៅជាប់បានលោករស់សខិតកាលពីកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគេល្បីគាត់ត្រង់អីល្បីត្រង់ថាគាត់ជំទាស់គ្រប់បាទចំទាស់គ្រប់រឿងឲ្យតែបុគ្គលណាក៏ដោយកាលមុនក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសយភាពក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានដូចគ្នាឲ្យតែអ្នកណាដើរលើសមាត់លើសគាត់តាបន្តិចបាទកុំឲ្យលើសតែធំស្មើក៏បានដែរអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅលោកចាងវាងរស់សក្តិដែលគាត់ជាចាងវាងកសែតជាតិខ្មែរណាបាទបាទគាត់តែងតែចង់បាននៅភាពយុត្តិធម៌បាទបាទគាត់មិនចង់បានភាពលំអៀងទៅលើគាត់ទៅលើប្រជាជនទេបាទបាទឲ្យតែមន្ត្រីរាជការធ្វើល្អលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មិនធ្វើសប្បាយចិត្តគាត់ចេញព័ត៌មានទៀតហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីរាជការអស់នោះគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែសរសេរហើយបាទបាទគាត់មិនញើតណាទេអូសូមសរសើរទឹកចិត្តរបស់លោករស់សុខិតនៅត្រង់ហ្នឹងមួយបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងលោករស់សុខិតដែលថាកើតវិវាទអំពើហិង្សាវាយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះណាបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារភាពគីមខាងទៀតគាត់មានរបួសហើយលោករស់សុខិតអត់មានរបួសទេប៉ុន្តែរឿងនេះបើសិនជាដើមចោមគឺមកពីលោករងគ្រោះនឹងឯងឌឺដាក់គេពេកមូលគេវាយនៅកន្លែងផឹកស៊ីគេអត់វាយគេមកផ្ទះគេមកឌឺដល់ផ្ទះទៀតនេះបើយោងទៅសម្ដីរបស់លោករស់សុខិតបាទហ្នឹងហើយមិនមែនធានអឹមនិយាយទេមិនមែនធានអឹមនិយាយទេសូមជំរាបបងប្អូនយោងសម្ដីរបស់លោករស់សុខិតបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវរឿងនេះចង់ដឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាសូមសហការីជួយចាក់សម្លេងលោកអធិការយឹមសារ៉ាន់ជូនសាធារណជនឲ្យបានជាផងបាទសូមជួយដាក់លោកយឹមសារ៉ាន់មុនអញ្ចឹងបាទបាទបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងខលទៅលោករស់សុខិតបាទបាទឥឡូវតើលោកកំពុងនៅទីតាំងកន្លែងណាសូមឲ្យលោកបំភ្លឺជុំវិញនៃការរឿងនេះបាទបាទឥឡូវឲ្យគាត់ស្ដាប់សម្លេងលោកអធិការសិនបាទឲ្យគាត់ស្ដាប់ឆ្លើយតបមកវិញបាទបាទឲ្យគាត់ឆ្លើយតបមកវិញបាទសូមជិញសហការី Hello គាត់ឈ្មោះអលិសមសួរបងក្រាន់បាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសុជិតាខលពីទូរទស្សន៍ PNM ទៅបាទបាទណែបងចង់ជំរាបសួរបងចេះថាការប្រជុំថ្ងៃ12បងបានទៅផ្ទាត់ផ្ទះរបស់ចាងវាងកសែតម្នាក់ឈ្មោះរស់សុខិតមែនទេបងពីណានិយាយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គេគេសរសេរថាលោកអធិការបានទៅផ្ទាត់ផ្ទះរបស់គេទាំងយប់ដែលអត់មានដីកាបងអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងសាច់រឿងចេះបាទថ្ងៃទី8ឯង9ដល់ថ្ងៃ10ដល់ឆ្លោះគ្នាម្ដងណាឆ្លោះនេះឆ្លោះនេះគាត់ទៅកាប់គេយ៉ាស់6ឆ្នាំរបួសស្នាមច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតបាទអរិញគេបាត់មុខព្រមមិនទាន់ជាក់ស្ដែងបាទហើយគាត់ខ្លួនហ្នឹងតែដោយសារយើងក៏នឹកឃើញថាមកខាងទៅក៏មិនសុខសុខក៏ទៅកាត់ដែរអញ្ចឹងតែយើងវាផ្ដោតទៅដល់ខាងហ្នឹងបាទបងបាទយើងក៏ជំរឿយយើងក៏ឲ្យធ្វើកិនជើងគាត់បាទជើងគាត់ក៏នៅទេតើយុបបានមានឮថាព័ត៌មានគាត់មកផ្ទះហើយម៉ោង7 6 7ហ្នឹងគាត់មកផ្ទះបាទមកផ្ទះប៉ូលីសយើងក៏ឈោមកផ្ទះហ្នឹងគាត់បានទៅចូលផ្ទះគេអាណាទៅចូលផ្ទះគេមិនមកប៉ូលីសគោរពច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ប៉ូលីសដឹងច្បាប់ដែរគេហៅគាត់បាទថាបងបងហៅបងឯងពីថ្ងៃពីយុបពីថាប្រាក់ឃើញទេអញ្ចឹងបាយមកដល់សូមជើញបងឯងយកលិខិតអញ្ជើញផងបាទស្អីប្រាប់គាត់យកលិខិតអញ្ជើញផងគាត់ព្រមបាទគាត់ស្រេកលោឡាថតលីថតអីសួរថតបានលីចូលផ្ទះអត់ទេវិធីបងឲ្យមានបានចូលទៅក្រុមទ្វាអីទៅចូលផ្ទះគេទាំងយប់ដូចការចោតប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងបងណាអើយបងប៉ូលីសសម័យនេះសាប៉ូលីសគេច្បាប់បងមិនសម័យអពតណាបងកាងារយើងធ្វើរាប់ឆ្នាំហើយយើងមិនដឹងហ្មងចើបងប្រាប់គាត់ថាឲ្យសមរសម្បួលមួយគេទៅប្រយ័ត្នអត់រួចខ្លួនទេបាទគាត់ប្រមដោះស្រាយគាត់នៅតែចង់ឈ្នះហ្នឹងតែគាត់ថាយល់ប៉ុណ្្នឹងគាត់នៅតែមិនសុខចិត្តនៅតែមួបកាច់និយាយខុសការពិតខ្ញុំប្តឹងវិញគាត់ខ្ញុំមិនចង់ទួនជន់លើជន់ទេបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននេះជាលោកអានៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទអញ្ចឹងមិញគាត់ថាបើអត់មានភ្លើងក៏អត់មានផ្សែងបើអត់មានផ្សែងក៏អត់មានភ្លើងយ៉ាងម៉េចបើលោករស់សុខិតទៅវាយគេ6ឆ្នាំអស់បែកអស់6ឆ្នាំហ្នឹង
ta là khang nông đưa đây mấy chừng chẳng xong nâng nâng ạt bót đại lục rồi khách con miền bắc hay bà à lấy trong vịnh nâng dưa chẳng mấy chấm pua mà tệ là bao lục ạt cả chẳng tam bắc sa bao lục ạt cả mấy quạt ban miền bắc sa tha rừng ní bà mơ tới bị hạ bên đôi tha bởi tay tay mà chỉ hiến có việc lưới đây nếu anh chẳng ai miền phía kia khang rồi kêu nâng châu rùm ở vây đây chúng cá quạt tệ luôn tệ luôn anh tệ luôn anh mình lừng được nhưng anh chẳng ban lục ạt cả có tham miền chất mỗi cái tha trong ai sập đầu sập nút thì tới vừa rướng thầm ná đi mình nơi sọc sọc cà rướng đi bà anh chẳng ban tha pi nè nâng ai miền nè na muối ơi bà nâng ai để khôi bà bạn đã lưu là nó không ăn tập nâng miên miên chuẩn bị ca nè mà nét thiết nó mau đưa thiết rồi bà chuẩn bị ca mà nét đừng mau bị ná đây là nơi được chết nó lại thế phải chú gọi vay oh lúc đó sẽ khất gọi cho vay thế ai bắt tay chuẩn mà nét để thằng quạt bay ra đây bởi mấy nén nó quạt búa là hốt còn búa vay là hốt chắc mà thằng thằng mà nó mòn mòn chốn lắm bà tao mà chốn bị nhô chả bị nhô pi nè nó ăn sẽ khăng nè má nè bắt chuẩn bị ca chuẩn bị ca đã tư bỏng đã tư đã từ môi tôi môi đã hay lục đôi khách có than được thấy quát cô nè dù đăng mà nè đái quát chia chàng vắng ba quát sắp chết ta và tè quát ba con tay lục mà nè đang quát đư từ đư đư đó tè hả mà ai chết mà ai mà bao vay mới mà hướng ấy hướng ấy và đập về chắc nó ăn được bớt có ta thật nào thọ bán bỏ đam thú bèm hát kim mà muốn vay đó tè hỡi vay sẵn đấy vay đấy chắc thì bớt nè nè tránh những cái thật đẹp bên mình này bà thôi hai chị ngày kháng bốc cho mình đang chỉ tháp hiện kỳ đang pi con sầm lọt sầm lối đi dạng na thế bà tay rước mấy việc phát đam chết đi luôn mà đang tình nhu cái bên lấy xong ăn luôn bù răn bong chặt cây bà một pi đăng luôn tham miên bắt là mơ ban chia mình trong chụp nó có bảo để còn lại như thế nghe và nít chi ca khẩm mẫn rồi bảo bình mật dừng trong pua lục chế đã ra vớt bà mau ra tập bảo mình chụp cứ ai bất nơi thuyền bàn bà chun lịch khách về giúp mật trầm trời tê nè lục chế đã vớt quạt miên dục bảo mà khang mà nè quạt ơi đôi lục chi ta vậy mạnh tay nè tha khó mau bỏ mũi rứ cần lơ mang bẩm muối anh nó khó hay bà nó khó mang bẩm muối bắt khó thì anh lấy trẻ chung vinh cái riêng nâng nhom nâng tạ tua rong trăm ca khó rồi bọn lục bây mất dương rứ còn hết ai mà đang tạ tẹt tông quạt ban nên ban này lấy dương chia chim tẹt tông lục tràng vàng chiết khmer nè cả sát chiết khmer đây là bay tha lục nâng chia mà nô muối tay tay chủng to nên chăng đo chấm to khăng bế bán vay cái vào mà anh thế này lấy alo chị miễn số lục khó cho hết bạn alo chị miễn số lục rất sket bà nhóm copy stani tu online thiện ấm chung với nhiều riêng đây là copy cần long tới nít đây là lưu thà phần ly máu bọt tiền lục giang mạch đây lục xong lục miễn chỉ bảo มาเพิ่งจะตีให้บ่าเนี่ยบ่านั่นก็ท่าโดยซาแต่เวียนเวียนกาสุสรายนี่จมุนจุดทางนั่งจมมันไกลที่ท่าจมนั่งเชียงคลังเนี่ยบ่าจมมันจมต่อท่าคำเชียงคลังเลยจมเชียงคลังเนี่ยบ่าจังปัญไตอะไรยังนี่จะปีเรื่องตักเรื่องผลิตยังสั่นผลิตจมสรานนั่งเนี่ยคือกัดเมาดอนนั่งกัดชีลานมวยโฟโซเกี่ยวกัดผลิตนั่งไปอย่างตึกปีเนี้ยให้หนึ่งเวียนงานจุนแม่ปองปอน มันเนี้ยเทียบเนื้อคางเกี่ยวกับคางเทียบนุ่งเมาได้เพราะนั้นชุบตัวเนี้ยมุกแยกยมมองเนี้ยบ่าตอนจังยมในคางเกี่ยวกับนั่นเองตอนจังคางผลิตนั่งเป็นจังเมาปีเนี้ยเป็นโรงแรมนั่งกัดเมากัดรุ่นเทียบจมปลาดอกโต้บ่ารุ่นเทียบพองรุ่นเทียบคางใหญ่พองไอ้นั่นเทียบตีปีกิจเจาะนั่งกัดกู้จังไปกิจเจาะแยกยม ต่อหายบางช่อมมือไปเลยมาเคยก็ช่อมเชิงเมาบางคนฉันลองไปประทับปีไปดองช่อมมาตอนเช้าเนี่ยต่อไปจังโจดอกดองจังบะเฟียเฟียช่อมบางช่อมนั้นดาวเชิงเมาช่อมบางเต่าเนี่ยบางเต่าช่อมก็อัลกามาราตูซาได้เจ้าเนี่ยเบียร์เตย
តើហើយខ្ញុំជួគាត់ថាមកមកពីខាងណាគាត់ថាគាត់មកពីខាងប៉ូលីសអញ្ចឹងណាបាទអាខ្ញុំជួថាមានការស្អីគាត់ថាគាត់មានយកលិខិតមកស្វាហៅខ្ញុំណាបាទអាតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួថាឥឡូវម៉ោងប្រហែលហើយខ្ញុំក៏មើលម៉ោងហ្នឹងវាឃើញម៉ោង 7:20 នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវនេះវាខុសម៉ោងរដ្ឋបាលហើយបាទណាលើសម៉ោងរដ្ឋបាលមិនអាចជិះចូលផ្ទះខ្ញុំបានយកលិខិតអីមកផ្ទះខ្ញុំបានទេបាទបើថាចង់និយាយខ្ញុំស្អែកនិយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទតែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នៅកន្លែងកន្ទើនោះខ្ញុំក៏បើកវាទាំងអស់ចេញទៅថ្មងបាទចេញទៅខ្ញុំក៏បានប្រាប់បានរ៉ាយបញ្ជូលពីប៉ិតផ្លូវច្បាប់ណាបាទពួកខ្ញុំចាំងបានខ្សែខ្ញុំមិនមែនកើតមកធ្វើចាំងបានខ្សែខ្ញុំរៀនសូត្រដែរណាខ្ញុំរៀនសូត្រគ្រប់ជំនាញណាច្បាប់ក៏ខ្ញុំចេះងារសារព័ត៌មានខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំចេះវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក៏ខ្ញុំចេះកាន់កាភ្លើងក៏ខ្ញុំចេះណាបាទបាទបាទខ្ញុំនិយាយប្រាប់ផងខ្ញុំចេះគ្រប់ជំនាញពហុជំនាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំសួរថាឥឡូវលោកចាក់ធឿរឿងធឿផ្ទះខ្ញុំទាំងយកទៅណាអានេះនិយាយពីពួកប៉ូលីសណាតែខុសច្បាប់បាទបាទហើយខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងរួចខ្លួនទេនៅបើអ្នកឯងចង់បន្តណាខុសច្បាប់ទាំងសងបាទអត់មានលោរំលោភកំពៀនលំនៅខាងខ្ញុំតែខុសច្បាប់ទេនេះចំពោះអាញាធរខ្ញុំមិនបដិងលោកយឹមសរ៉ាន់អភិការខណ្ឌពោធិ៍សង្ជ័យនិងលោកតេងមេប៉ុស្សង្កាត់កតោលោកអត់បានប៉ះរញ៉េរញ៉ៃផ្ទះខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចេញដំណើរពីប្រព័ន្ធម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយមកដល់ស្រុកលឹងដែកអូបាទបាទបាទបាទខ្ញុំមកដល់ស្រុកលឹងដែកខេត្តស្រុកអឺឃុំលឹងដែកអមមិនមែនបាទនេះនៅខេត្តកណ្ដាលលោកនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនៅផ្លូវយើងហ្នឹងបាទគេនេះកន្លែងនៅអាចមកដល់ថាឃុំលឹងដែកហ្នឹងហើយស្រុកជៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកមានបានប៉ះពាល់សមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសមត្ថកិច្ចដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទទេគាត់ណាប្រើពាក្យសម្ដីបញ្យល់ច្បាប់ដល់គាត់ណាបាទបាទខ្ញុំបញ្យល់ច្បាប់ដល់គាត់ថាយើងជាមន្ត្រីយុតិធម៌យើងមុននឹងធ្វើការងាររដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ត្រូវមើលទឹករបស់យើងមើលអំណាចរបស់យើងសិនមើលច្បាប់តែគេកំណត់អំណាចអំណត់នៅសិទ្ធិកាងាររបស់យើងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ចឹងហ៎បាទបាទតែគាត់ក៏យល់ដែរបើទៅវាហាយថាខ្ញុំនឹងវាអ្នកចេះដឹងច្បាប់ដែរមិនមែនអាចវៀនដោយគាត់ទៅបំពេញជាពលរដ្ឋទូទៅកន្លងមកណាបាទបាទបាទហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាចាងវាងម្នាក់បើខ្ញុំមិនអាចការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំបានការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំអាចការពារប្រជាពលរដ្ឋណាតែរួមព្រោះតែត្រូវគេរំលោភបំពានគ្រប់មជ្ឈបាយបញ្ហាទឹកលីបញ្ហាអីនឹងបានដែរទេគឺអត់តែនេះបើខ្ញុំមិនការពារខ្លួនឯងបានផងហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំត្រូវប្រើលទ្ធភាពនៃចំណេះដឹងគ្រប់ទាំងអស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងទប់ទល់ជាមួយជនឬក៏ក្រុមមន្ត្រីនគរបាលដែលកំពៀនខលខូចឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីគៀបសង្កត់ខ្ញុំហ្នឹងមើលឃើញថាខ្ញុំមិនមែនចេះតែជួយអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានតែមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំត្រូវតែជួយខ្លួនឯងផងតែនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើនឹងគឺត្រឹមត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពរបស់ 100% អូខេតែចំពោះមកគេនេះហើយបើទៅបន្តខ្ញុំនឹងប្តឹងនឹងឯងចូលផ្ទះខ្ញុំខុសច្បាប់ណាហើយមានកម្រិតប្តឹងខ្ញុំនឹងមានកម្រិតថ្នាក់មកកម្រិតទៀតប្តឹងណាលើនឹងទៀតណាអានឹងអញ្ចឹងណានេះគឺនឹងធ្វើច្បាប់ចំពោះមកកាច់ហ្នឹងដែលមកបំពេញលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទាំងយកពីតឡាការពីបរិយាណាបាទអានឹងមកតែនៅបាទតែពលទៅរឿងវាយជាបែកបាល់ណាបាទខ្ញុំនឹងថាបែកប្រមាណព្រៃបាននេះខ្ញុំអត់ដឹងឃើញទេខ្ញុំអត់ដឹងឃើញជនដែលខ្ញុំវាយនឹងឡើយតាំងពីថ្ងៃនោះអត់ដឹងជួបពួកគ្នាអត់ដឹងឃើញសមាជិកទាំងប្រហោះរូបថាបែកក្បាលប្រមាណព្រៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទតែថាទេណាឬតែមកប្រាប់ខ្ញុំទេណាបាទបាទអត់ដឹងឃើញទេបាទតែហេតុអីមកខ្ញុំវាយជាបែកបាល់ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទថ្ងៃទី10ថ្ងៃខ្ញុំធំហើយបាទខ្ញុំធំថ្ងៃទី9ខែតុលាបាទដល់ពេលថ្ងៃ10វាជុំហើយហើយបាទបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃ10ជុំហើយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំចោលផ្ទះខ្ញុំយូរពេកតាំងពីបិណ្ឌ12បាទបាទខ្ញុំមកស្រុកវិញបិណ្ឌ12អញ្ចឹងវាយូរពេកខ្ញុំក៏ទៅលេងចាស់មកយូរទៅដល់ទៅដល់ស្ងាត់ឃើញគេអ្នកជិតខាងហៅប្រហែល3ម៉ែត្រពីចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគេហូបអីហើយខ្ញុំរត់ទៅញ៉ាំហូបឲ្យមានខ្ញុំចាស់ហ្នឹងទៅទីលក់ដូរសាប់លក់ដូរមីឆាអីខ្ញុំទៅសួរគេថាមានលក់មីឆាមានអីអត់ខ្ញុំសុំតែអញ្ចឹងណាតែឲ្យអត់តិចគេហាងដាក់មួយកំប៉ុងយល់ទេហ្ឡូបាទបាទបាទជិះបងជិះបាទដាក់មួយកំប៉ុងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាបើដាក់កំប
bán bao nhiêu cam bao nhiêu chui trên trên cái lá cây bà chẳng ấy bà chẳng xong chui trong trên lưỡi ai cái lá cây cứ pi mơn pi phòn riêng để nhớ đấy bà chun mà chặt tiền rằng đã trong tôi hấu đó đấy chui trên trên cái lá cây cho những chàng vàng đây những thằng bọc kia được đây được xong chắc đấy những chui cái lá cây trong ai phục quân lôi cái kê nó pi mơn pi phòn riêng hài hài chẳng nhâm nhâm ăn cặp bông thi mũi cặp bông thi pì cặp bông thi bay co nó chân mà nó nâng đen nó cho chắc nhom nâng tay tay cái bạc co ca lủng ba không ca luôn nó chặt ba tròn tròn đấy bạc mình bạc ăn đấy là thật hay không phải tham ăn đấy bạc chân tôi còn thật băng đấy cho mình bạc ăn đấy dù khai đấy đấy đó sao còn màu còn nóc còn tua thà chơi ta đi màu đại thật chẳng ấy ở cả lô không trang vang cả sáng ông nát tinh xoan vô rồi mình thấy chân vậy chẳng ấy bạc ông nát trong tinh xoan vô rồi mình thấy mà hai chúng ta ấy mà nhé hai chúng bốn ngàn thử chân vậy chẳng ấy bạc hai chúng bốn ngàn thử đó với chúng ta vẫn là cha kê cái sai tiền riêng cái khoát chơi ngay nhé buộc trong tranh lưới cái khoát cái ao trong tranh mình bán cái phải tranh về tranh được đấy bà nhóm phát tranh lưới nhóm phát tranh lưới chẳng cái nhóm cái ao em lẽ nông đa tranh tư vì ở tranh vì nó gầy gầy nên lâu dần hai cái vụ buộc trong vài cái mùi spa như thế đấy bà hai chẳng là mà cha kê cái sai tiền riêng kia ai vay tiền đằng tê mà cha kê nông khó nông nhiều chút nông thiết cái khoát nè tại bà đọc về khoa tinh là chân tới kê khai miền rưỡng miền là ta mùi nút còn tiền là nhà đã chặt lên thẳng mục nút ta nó nghiệp bị ca nè bà kê ở miền bị ca nó người thầy đã chứng gặp quân gặp gụi ban đường mục nắng và thay bài vay tới lấy cùng vay nắng là vay mùi xa đó chồng nó vay tới cùng vay nắng nó có đa một chắc xung quanh nè bà một cái con bầm bằng hai thay cho hai rưỡng của bánh mới cho lại thật tí đấy bà cho hai trong bật phì hai thay cái nó chô được mức chắc bà khang vay thêm mùi mà chán đón trong bạc xưa quá cho mình đang thơ mấy bộ công trọc trong miền tập trạch tết nhóm lắng nữa nè bà còn thơ lấy mùi mà mùi mấy cái khiêm tranh vậy này nè nhé thơ chấm ba bà trong bậc cắt tam thủ tù khi ở nằm nè còn thơ lấy mùi mà bây mùi mấy tơ lô rô sức trang vang cái thật chết cho bài này nè bà khó bà tám mà bà buộc trong bài đầu một cắt trong tranh tay ban tặng là tức nè bà con đòn tức ý bà hát chung nâng mấy cái chung nâng ý bay hát chung châu mà chắc chung đây thăm ra nhé mà nâng là anh ta đây bên á nâng bên á chung mà đang tầng ốc còn ta còn là thạc nhóm chênh tư mình đòi mà tức ý bà nghe anh đâu bà buộc chung vậy nghe anh bay tranh cái nhóm nghe anh ta đang kê hát chung tròn lưới ọt tế nhé mà nghe lực hát chung mà tinh sâu này xem đây một con này bà tao hỏi chấp bác anh ấy thô đây còn phung tài phơ cái ca rừng lịch đấy bà khi nhóm mình tranh lưới mà riêng lịch vài tế nè anh mơ bỏ buộc chung chia chân ăn đông chia chân ăn được hai bay thêm mùi phơ bà chung mình bay cứ ăn ác cũng không chọc bà đang ơi lưu rút sức hết bà lưu rút sức hết nhóm ọc con chan bà chung mình bay ăn ác cũng không chọc khi mà ruột chung chỉ hai lần đỡ chung miếng tiền lưu đời xa chung phơ xa phô rồi miếng bay kê đấy bà lưu rút sức hết bà អរគុណលោករស់ខិតហើយពីអារម្មណ៍លោកដែលលោកទំបាត់បង់អ្នកម្ដាយមកបន់អ្នកម្ដាយផងអញ្ចឹងហ្នឹងលោករស់ខិតបាទលោករស់ខិតតើលោករស់ខិតអាចសម្របសម្រួលការងារនឹងដើម្បីឲ្យចប់ឬក៏លោកឈលនៅលើកូកាណាបាទចំណេះថាតកតកលើបាយតាមកនៃនឹងក៏ខំបើពួកអត់ចំណេះថាអីអ្នកដែលខិតនឹងជំនួសចំនឹងចាំខាងនោះដឹងពួកអ្នកចង់ត្រូវហើយទេពួកអ្នកទៅសាខាដែរបាទបាទបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមករស់រឹងចំនឹងកន្លែងខិតទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំបានទីពីកន្លែងខិតមកផ្ទះខ្ញុំអត់វាតាមមករស់រឹងចំដល់ផ្ទះពួកខ្ញុំវាយដល់ផ្ទះអត់បាទបាទតែពេលលោកអគ្គនាយកសំរានឹងប្រកខៃតូនពូពាត់ទៀតអត់នឹងសុខចិត្តទីអណ្ដាលនឹងសុខចិត្តចេញមកពីប៉ុនបាទមកងារនេះទៅហើយជុំនេះក៏ត្រឡប់ទៅវិញបូបាទអេបើបានបើអាចមានឱកាសចូលស៊ីតយកប្រហែលជា10 20នាទីបាទនេះលោករស់សខិតបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់គុំហ្នឹងហើយខ្ញុំគេឃុំសម្រាប់ឃុំបាទបាទបាទឥឡូវចាប់តាក់តងលោកក្រៅទៀតលោកចាងវាងជុំវិញការងារនេះលោកអធិការគាត់ក៏សនំពោតាមរយៈធានអឹមដែរថា
សូមឲ្យលោកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងជនដែលរងរបួសដែលដែលប្រមាណថ្នេនោះសូមឲ្យលោកសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីណាមួយទៅបានទេលោកខ្ញុំចង់ឲ្យសន្តិវិធីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យអស់លុយចាយខ្ញុំអស់ទេប៉ុន្តែពួកអត្តការនោះបាទបាទលោកជុំវិញរឿងនេះមានប្រិយមិត្តយើងគាត់សួរថាអឺម៉េចក៏គីឡូស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាអឺអ្នកដូចជាលោកពេជ្រអឺលោកជួយបញ្យលជុំវិញរឿងនឹងបានទេលោកអូដាច់បាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺសាធារណជនគាត់ឆ្ងល់បាទគាត់ស្ដាប់ឮសម្លេងរបស់លោករុសសខិតនិយាយមិញថាគាត់គីឡូគាត់ស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទបាទបាទឮស្អីអឺជនម្នាក់ហ្នឹងមកហៅគាត់អាតានេះអាតានេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេឆ្ងល់រឿងប្រើពាក្យអញ្ចឹងអឺលោករុសសខិតគាត់តែជាអ្នកបកស្រាយចោះបាទអញ្ចឹងមកថាមិញតែដោយសារដាច់បាទដោយសារគាត់និយាយហ្នឹងគឺសិតស្មើនឹងគីឡូគាត់ថាគីឡូហ្នឹងហើយបាទអានេះគាត់និយាយទេបាទអញ្ចឹងបានប្រិយមិត្តយើងគាត់តែងតែ check តាមដានព័ត៌មានយើងបាទជុំវិញរឿងនោះឥឡូវចាំមកគាត់ដល់បំពេញមើលអាចបើកវេទិកាស៊ីតយោនឹងមួយផ្សាយផ្ទាល់មកអញ្ជើញគាត់មកដល់មកបាទហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំនៅបានចាំប្រសាសន៍របស់គាត់បាទគាត់បាននិយាយដ៏មានខ្លឹមសារណាបាទនិយាយថាបើខ្លួនគាត់ជាអ្នកកសែតការពារខ្លួនឯងមិនបានផងទៅការពារប្រជាជនមិនកើតបាទហើយនេះគេមករំលោភបំពានលោកដល់ផ្ទះណាបាទហើយបើសិនជាគាត់មិនចេញទៅវាយគាត់ចប់ហើយគាត់អត់បំផុតហើយដើមធូបវាហាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានថាបើគាត់បើគេមកបួសខ្លាយដល់ហើយឲ្យគាត់ចេញលុយទៀតក៏មិនចេញទេប៉ុន្តែសម្របសម្រួលដោយមិនអស់លុយអស់លុយអូខេបានគាត់សុខចិត្តបាទគាត់សុខចិត្តគាត់ថាទៅប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងណាបាទហើយលោកអធិការគាត់និយាយដែរសម្រាប់ស្រួលគ្នាបានសម្រាប់ដួលប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់ឈឺក្បាលគាត់ចង់ឲ្យចប់តាគាត់ចង់ឲ្យចប់រឿងបាទរឿងខុសរដ្ឋបាលរឿងខុសម៉ៅរដ្ឋបាលវាអាចដែរវាអាចដែរបាទជួនកាលឬមិនលោករុសសខិតថាអញ្ចឹងថាមានប៉ពួកជនរងគ្រោះនោះមកដែរបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាជនរងគ្រោះតាមដានបាទអូអាតានឹងមកអាតានឹងមកហើយអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទៅប៉លីសព្រាមបាទបានតែលឿនដែរបាទជួនកាលវាពិបាកដែរប៉ូលីសខ្លះតតប្រើគេហៅទៅប្រើទូរស័ព្ទបានលឿនបាទអារឿងរឿងរបស់គាត់ឯងហ្នឹងហើយបញ្ហាទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងរបស់លោករុសសខិតបាទដែលគាត់បានអះអាងថាលោកយឹមសារ៉ាន់អធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបាទបាទយកកម្លាំងទៅពាត់ផ្ទះគាត់នោះគឺយើងបានដឹងរឿងអស់ហើយណាលោកអធិការក៏គាត់បានបកស្រាយបាទលោករុសសខិតក៏គាត់បានបកស្រាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រសើរលោករុសសខិតបាទលោកគាត់ថាកុំថាឡើងមួយ3ក៏វាយដែរឲ្យមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងមួយក៏3តែសាមើលមើលរុករៀងគាត់មិនធម្មតាអេអត់ទោះមកបាទឥឡូវទោះយ៉ាងណាសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដានវគ្គបន្តទៀតថាតើរឿងនឹងចប់ដល់កម្រិតណាឬក៏ចប់ដោយគ្មានអស់លុយដោយលោករុសសខិតលោកចាងវាងជាតិខ្មែរនឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងណាខាងច្បាប់ខាងមន្ត្រីខាងលោកអធិការចាំតែមើលទេបាទបើដោះស្រាយចេញមើលមិនចេញយកទៅតុលាការទៀតបាទត្រូវគាត់បញ្ជូនទៅតុលាការទៀតបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅបាទបើដោះស្រាយមិនចេញប៉ុន្តែលោកអធិការគាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងដោយសារគាត់រស់នៅក្នុងទឹកពួកគាត់រស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់លោកអធិការបាទលោកអធិការធ្លាប់តែមានចិត្តសណ្ដានចិត្តមួយដូចជាកាលមុនគាត់ជួយចោលអ្នកណាវាយចោលបាទគាត់ប្រកាសចាប់មកបាទចាប់ហើយបន្ទាប់មកកសាងប្រឡែងបាទប្រឡែងវិញហើយជុំវិញរឿងនេះយើងក៏បានធ្វើបទសម្ភាសទាំងសងខាងដែរយើងក៏មិនអាចថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទេយើងសូមបាទសូមម្ចាស់ណាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរឿងនេះมันទាន់នៅចប់នៅឡើយទេលុះត្រាតែចប់ដោយគ្មានអស់លុយមួយរៀលបាទក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺគ្មានអស់លុយមួយរៀលបាទហ្នឹងហើយបាទនេះចាំមកថាយើងទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកពិចារណាទៅចោះបាទព្រោះថាដើមហេតុវាយ៉ាងម៉េចគឺយើងបានដឹងដល់អ្នកនាងអស់គ្នាបាទលឺអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹង